thế giới sẽ ra sao nếu không có gián? Gián là một loài sinh vật mà nhiều chị em phụ nữ hay một số nam giới ghét cay ghét đắng. Khi nhắc đến gián, nhiều người ngay lập tức nghĩ đến một sinh vật dơ bẩn, thậm chí là ghê tởm. Thế nhưng, bạn có bao giờ tưởng tượng một ngày nào đó thế giới không còn con gián nào nữa thì nó sẽ thế nào không? Đó dường như là một thế giới trong mơ với những người sợ gián. Bạn sẽ không còn phải hít thở chung bầu không khí với loài sinh vật gớm ghiếc này nữa, không chỉ mang hình thù đáng sợ, với những lần tung cánh bay khắp nhà khiến bạn phải thót tim. Chúng còn là tác nhân mang theo nhiều mầm bệnh, trong đó có thể kể đến Salmonella và Shigella. Ngoài ra, chúng có thể gây khởi phát những cơn dị ứng và cơn hen. Có vẻ như chừng đó là đủ lý do để chúng ta lên kế hoạch diệt trừ tận gốc loài sinh vật này. Vậy, điều gì xảy ra nếu không có gián? Có khoảng 5.000 đến 10.000 loài gián trên toàn cầu. Tuy nhiên, chỉ có một vài loài thường gây hại cho các hộ gia đình và gây nên sự ghê tởm. Những con gián phổ biến nhất trong gia đình: gián Đức, gián Mỹ, gián cánh nâu và gián phương Đông. Ngay cả khi bạn coi thường những sinh vật này, hệ sinh thái sẽ bị phá vỡ nếu không có gián trên thế giới. Nguy hiểm đối với một số loài ong bắp cày. Có một số loài sinh vật săn bắt gián, chẳng hạn như chuột. Điều thú vị hơn nữa là ngay cả con người cũng có thể ăn gián ở một số nơi trên thế giới. Tuy nhiên, tôi không nói rằng con người, chuột sẽ đột nhiên tuyệt chủng nếu gián biến mất. Cũng sẽ có một số sinh vật như ong bắp cày ký sinh, hoàn toàn dựa vào gián để sinh tồn vì chúng chuyên ký sinh trên trứng gián. Vì vậy, những loại ong này chắc chắn sẽ tuyệt chủng. Nguy hiểm cho động vật và chim thông thường. Có thể hiểu rằng mọi người không đặc biệt quan tâm đến sự sống sót, hay đúng hơn là sự tuyệt chủng của một số loài ong ký sinh nhất định. Nhưng sự biến mất của gián cũng sẽ tác động đến động vật và chim săn mồi. Đối với động vật, gián là nguồn thức ăn của nhiều loài động vật có vú, kích thước nhỏ, chim và bò sát. Các loài động vật này lại là thức ăn cho những mắt xích tiếp theo trong chuỗi thức ăn rộng lớn. Chỉ cần một sự xáo trộn nhỏ, ví dụ như sự biến mất của loài gián, thế giới sẽ lãnh hậu quả sau khoảng thời gian chỉ vài ngày. Vâng, ngay cả rừng cũng cần chúng. Yếu tố này liên quan đến con người theo một cách khá trực tiếp, không thể phủ nhận. Sự biến mất của loài gián có thể gây rối loạn phân giải nitơ từ các chất hữu cơ. Cụ thể, khi ăn chất hữu cơ, loài gián sẽ thải ra phân có chứa nitơ và chất này sẽ phân hủy vào đất để trở thành nguồn dinh dưỡng cho nhiều loài động vật, thực vật khác. Nói cách khác, không riêng gì loài gián mà bất kỳ một mắt xích nào trong tự nhiên mất đi cũng sẽ dẫn đến sự mất cân bằng sinh thái nghiêm trọng. Thế nên, mặc dù không ưa loài gián, nhưng những con côn trùng này cũng có lý do tồn tại của nó. Nhiều người tự hỏi, liệu gián có bao giờ tuyệt chủng? Không, gián sẽ không bao giờ tuyệt chủng. Chúng có thể sống sót sau sự tuyệt chủng hàng loạt của khủng long hàng triệu năm trước nhờ khả năng thích nghi và những thay đổi liên tục chống lại mọi nỗ lực tiêu diệt. Người ta đã chứng minh rằng gián là một trong những nhóm côn trùng lâu đời nhất trên thế giới. Chúng được gọi là một trong những sinh vật sống kiên cường nhất. Gián là loài có khả năng thích nghi cao. Chúng đã xoay sở để thích nghi với mọi hoàn cảnh xảy ra trên hành tinh. Phần lớn các loài gián có kích thước nhỏ, đặc biệt là gián Đức, loài gián mà bạn thường thấy ở nhà. Chúng có thể ẩn nấp trong các vết nứt nhỏ nhất trên tường, nơi chúng có thể tăng số lượng và xây dựng một thuộc địa. Một số loài gián có thể tạo tới 400 con trong vòng một năm. Chúng có thể chứa tới 40 quả trứng cùng một lúc. Sau khi trứng nở, các con gián chỉ cần một khoảng thời gian ngắn trước khi chúng trở thành gián trưởng thành và có khả năng sinh sản. Gián là loài ăn tạp, có nghĩa chúng có thể ăn bất kỳ thứ gì có sẵn. Hầu hết thời gian, chúng thích ăn đồ ngọt, tinh bột và thịt. Chúng cũng có thể tiêu thụ các mặt hàng khác bao gồm như tóc người, kem đánh răng, sách và bất kỳ sinh vật thối rữa nào. Ngay cả khi không có nguồn thực phẩm, chúng vẫn có thể tồn tại trong nhà khoảng một tháng mà không tiêu thụ bất cứ thứ gì. Do những yếu tố này, ít có khả năng gián sẽ bị tuyệt chủng. Chúng có thể là sinh vật sống sót duy nhất nếu bất cứ điều gì xảy ra thảm khốc. Làm thế nào để gián có thể sống sót trong điều kiện thời tiết khác nhau? Vì chúng biết cách thích nghi với các môi trường khác nhau, gián có cách riêng để sống sót qua bất kỳ mùa và thời tiết nào. Vì chúng là sinh vật máu lạnh, chúng không thể điều chỉnh nhiệt độ bên trong của mình. Đó là lý do tại sao chúng khó có thể sống sót khi thời tiết trở nên quá lạnh. Tuy nhiên, chúng có thể dễ dàng tìm thấy một nơi có nhiệt độ phù hợp và nguồn nước đầy đủ. Hầu hết thời gian, nhiệt độ ưa thích của chúng là khoảng từ 25 đến 30 độ C. Vì người ta đã chứng minh rằng không thể loại bỏ chúng khỏi bề mặt của hành tinh, bạn cần học cách cùng tồn tại với chúng. Miễn là chúng phục vụ mục đích quan trọng, giữ cân bằng hệ sinh thái như nguồn thức ăn cho các loài động vật và duy trì sự sống của rừng. 1. Một con gián có thể sống trong khoảng một tuần mà không ăn đầu. Do hệ thống tuần hoàn mở của chúng và thực tế,
Chúng thở có các lỗ nhỏ trên bộ phận cơ thể của mình. Chúng không phụ thuộc vào miệng hoặc đầu để thở. Con rắn chỉ chết khi không có miệng. Nó không thể uống nước và sẽ chết khát. 2. Một con rắn có thể nín thở trong 40 phút và thậm chí có thể sống sót khi bị chìm dưới nước trong nửa giờ đồng hồ. 3. Rắn có thể chạy lên đến 3 dặm trong 1 giờ. Có nghĩa là chúng có thể lây lan vi trùng và vi khuẩn trong căn nhà rất nhanh chóng. 4. Rắn sơ sinh Đức trở thành rắn trưởng thành trong chỉ khoảng 36 ngày. Trên thực tế, rắn Đức là loài phổ biến nhất trong số các loài rắn và có liên quan đến sự bùng phát dịch và phản ứng dị ứng trên nhiều người. 5. Một con rắn con 1 ngày tuổi có kích thước bằng một hạt bụi có thể chạy gần như nhanh bằng bố mẹ của nó. 6. Con rắn Mỹ cho thấy một sức hút rõ rệt đối với đồ uống có cồn, đặc biệt là bia. Chúng có thể bị thu hút bởi rượu trộn với hoa quả và đường. Quả là rắn rất đáng ghét, nhưng chúng là một mắt xích không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Vì thế, hãy tập cách sống chung với chúng. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm vào nút subscribe và nút chuông bên cạnh để tham gia vào đại gia đình Spy Room nhé. Ok, hẹn gặp các bạn trong những video lần sau. Mình là Pink Dot. See ya!